Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin liên quan đến thị trường nông sản. Thưa quý vị, hết 11 tháng qua thì kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 241 tỷ đô la Mỹ, tức là đã tăng 7,8% so với cùng kỳ của năm 2018. Đáng chú ý là xuất siêu đã lập kỷ lục là 9,12 tỷ đô la hết 11 tháng. Cả nước đã có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ đô la Mỹ và 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung cùng với hàng loạt khó khăn khác đang cản trở đà tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có tăng trưởng nông sản được dự báo là sẽ khó cao. Trong 7 yếu tố đang cản trở đà tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam thì có tới 3 yếu tố đang cản trở xuất khẩu nông lâm thủy sản. Theo Bộ Công Thương, việc xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc còn gặp nhiều trở ngại do nước này tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu. EU chưa bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ trong xuất khẩu hàng hóa nông sản, thủy sản do ngày càng nhiều nước tham gia cung ứng nông sản trong khi nhu cầu thế giới không tăng. Ngoài ra, kiểm soát vấn đề chất lượng cũng như truy xuất nguồn gốc, năng lực chế biến, bảo quản nông sản còn nhiều hạn chế, trong khi giá các mặt hàng nông thủy sản đang trong xu hướng giảm. Bên cạnh đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tổng lượng mưa từ nay đến cuối năm 2019 ở Nam Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 đến 30%. Tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2019-2020 có thể sẽ nghiêm trọng hơn so với trung bình nhiều năm. Những yếu tố trên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của khu vực trong thời gian tới. Và để từng bước nâng cao thương hiệu cũng như tạo đầu ra ổn định cho các mặt hàng nông thủy sản thì trong những năm gần đây, tỉnh Quảng Trị đã chú trọng đến việc nâng cao thương hiệu cho các mặt hàng, tuyên truyền và thay đổi nhận thức cho người dân trong việc nâng cao thương hiệu, truy xuất nguồn gốc. Nhờ vậy, nhiều sản phẩm nông nghiệp địa phương ngày càng dần có chỗ đứng trên thị trường. Đã gần 30 năm làm nghề sản xuất nước mắm, bà Trần Thị Hà, chủ cơ sở sản xuất nước mắm Khai Hà, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, hiểu rất rõ giá trị của thương hiệu mang lại. Trước đây mình làm thương hiệu thì mình đi bán rong, bán những cái làng xá rồi đó. Rồi đến khi mình xây dựng thương hiệu cho có nguồn gốc, để người ta ăn được tự tin hơn. Giờ mình cung cấp đi đằng xá Sài Gòn, Hà Nội rồi đi đủ các đến mọi miền đất nước. Mỗi năm, các cơ sở sản xuất nước mắm ở Gio Linh sản xuất ra hàng chục ngàn lít nước mắm cho thu nhập hàng tỷ đồng. Hiện toàn huyện Gio Linh đã có một nhãn hiệu tập thể cho nước mắm Cửa Việt và đăng ký thương hiệu nhãn mác cho 5 loại sản phẩm thủy sản khác. Huyện này cũng đã xây dựng một cửa hàng bán các loại nông thủy sản trên địa bàn tại thị trấn Cửa Việt. Thì chúng tôi đã xây dựng các cái điểm tập trung để xây dựng các cái cửa hàng này trên cái chuỗi cửa hàng chung của toàn huyện. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn chỉ đạo các địa phương, bà con thực hiện các cái quy trình từ cái khâu hấp sấy, chế biến và bảo quản theo đúng theo hướng dẫn của cục sở hữu trí tuệ. Bên cạnh việc phát triển thương hiệu cho các mặt hàng thủy sản, hải sản, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu thông thường cho trên 55 mặt hàng nông thủy sản. Sở khoa công nghệ là chúng tôi hiện nay cũng đang là thí điểm để là xây dựng các cái mô hình ứng dụng cái hệ thống truy xuất nguồn gốc. Chúng tôi cũng phấn đấu là 100% các cái sản phẩm nằm trong cái chương trình mỗi sản phẩm ô cốp của tỉnh đều được cấp văn bằng bảo hộ về sở hữu trí tuệ, tạo cơ sở tiền đề để cho các cái hàng hóa nông thủy hải sản của chúng ta là có cái điều kiện mà xuất khẩu sang cả thị trường mà có yêu cầu ngặt nghèo. Xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng nông thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không chỉ giúp tạo đầu ra ổn định mà còn nâng cao kiến thức cho người dân, để dần tiếp cận và hội nhập với thị trường trong và ngoài nước, tạo cơ hội cho người nông dân phát triển kinh tế theo hướng bền vững.